Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục về được những chiếc âm ly giải mã của hãng DeLonghi 890D nha các bác nhé. Những sản phẩm này thì nó rất chi là đẹp rồi. Bên em về được có 6 chiếc rồi nha các bác nhé. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm ly giải mã DeLonghi dòng này để nghe nhạc thì rất chi tuyệt vời rồi. Và các bác phối ghép với những cặp loa như những cặp loa BMB, những cặp loa Bow, hay những cặp loa Filler, hay những cặp loa DeLonghi, rất nhiều các sản phẩm để phối ghép với những chiếc âm ly này để cho ra chất âm rất chi là hay, rất chi là tuyệt vời. Với những sản phẩm 890D này thì các bác biết cái chất âm của nó rất chi là hay và công suất của nó rất chi là lớn nha các bác nhé. Công suất của những âm ly Nhật nó đạt lên đến 216W thì rất chi là hiếm nhé. Những sản phẩm 890D này các bác có thể giải mã nhạc số từ TV ra. Sản phẩm rất chi đẹp, hàng tông bãi nhé, quá đẹp, đã được vệ sinh sạch sẽ nên là các bác chỉ mua về cắm điện dùng thôi. Và với những sản phẩm này thì nó là sản phẩm hàng xuất nên là nó có hai cầu điện, cầu điện 220 và cầu điện 110. Các bác muốn sử dụng ở giải điện nào, giải điện áp nào thì các bác có thể cứ thế là chuyển cầu thôi. Đây ạ, nó có chế độ chuyển nhé, chuyển cầu nguồn điện của nó. Đây, nguồn điện của nó chuyển ở đây, nó có công tắc gạt nhé các bác nhé. Các bác có thể gạt chuyển sang 120V hay là 220V và có chế độ giải mã, đủ các chế độ giải mã cho các bác sử dụng. Và nói về cái chế độ giải mã của sản phẩm DeLonghi 890D này, nó cực ngọt luôn. Và các bác có thể dùng đường aux hay đường phone đều giải quyết được hết những chiếc âm ly này. Và báo giá các bác những sản phẩm đẹp bên em đang cung cấp tại cửa hàng là có giá là 13.500.000. Các bác có muốn sở hữu những sản phẩm DeLonghi 890D này, các bác cứ alo cho Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 10138 hoặc 0962 355 319. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và với những sản phẩm này các bác muốn ghép thêm vào những chiếc lọc xì thì bên em rất chi là nhiều những chiếc lọc xì. Đây là những chiếc lọc Sansui nhé, 770, dòng này cũng rất chi là hay, có giá là 3.300.000 nhé. Và rất nhiều các mã lọc xì để cho các bác lựa chọn. Đây em sẽ lướt qua. Đây là những chiếc lọc xì vẫn là của Sansui, rất nhiều nhé. Đây lọc xì Sansui này, Yamaha này, và Piller này, Piller 35 này, Piller 37 này. Bên em cũng rất xì là nhiều nhé. Hàng họ bên em thì cứ bày nguồn ngang, bởi vì anh em đến ủng hộ rất chi là nhiều. Và những bác nào thích khuôn tiền hơn thì các bác có thể lấy những chiếc âm ly 780D bên em cũng có nhé. Rất chi là nhiều các âm ly khuôn tiền để các bác có thể lựa chọn này, i9 này, 7800 mắc đôi, và rất nhiều các sản phẩm về âm ly nghe nhạc và hát karaoke nhé. Và những chiếc âm ly 707 XTRA này, lời XTRA này. Và đây bên em có cả những chiếc 607 lời cha này. Những con này thì cũng rất là tuyệt vời này. Đấy, 607 lời cha này, nghe rất là tuyệt vời. Như nói về những chiếc giải mã, giải mã thì những chiếc DeLonghi này nó là tuyệt vời, hoàn hảo nhé. Và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.